đi giao luôn hả chú? Một heo này to, 8 kg là xe to hết. Hay gỡ mấy miếng. Cái nhà mình qua chưa? Ngược ra hết rồi. Mai chặt cái quay cũng như là mẹ của cậu cả Kim Mai chung theo quay Kim Mai nha các bạn, dì Mai. Thank you.
nhập 30 ngàn heo quay đây. Chặt luôn, chặt luôn. Xong rồi không? Lấy em tí ba gọi. Chào tất cả mọi người.
này nửa ký đem em. Lấy cho em nửa ký này nè. Xa xíu. Chặt không cô? Không, để nguyên. Tự ký để nguyên với lại một dây này chặt giùm em để riêng luôn. Chặt cái đó để nó bây giờ lên thuyền.
hấp dẫn rồi. Heo quay da giòn thơm. Cái gì 6-8 nè. Hai vỏ cho nó đại đi. Ẩm thực đường phố Sài Gòn ấy thì cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ có món ăn đường phố thì hôm nay chia sẻ những món ăn quay của chị Kim Mai buổi sáng cho quý vị khán giả các bạn. Quý vị khán giả các bạn xem video thứ hai có thể là like để ủng hộ chia sẻ giúp em có động lực là 65.000 tiếp tục các video tiếp theo. Cho em 170 đi. Dạ.